Mời các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo Arop cực kỳ là chất lượng đến từ cái dự án Bit Hotel. À, thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ Arop ngay ở trên cái sàn qua Market Cap. Thì cái đồng uh, BTH này nó đã nít ở trên cái sàn Pancake Swap và sàn Coi Market Cap với giá 0,031 đô một đồng BTH nhé các bạn thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ ngay ở trên cái sàn này thì cái kèo Irop tổng nguồn cung của cái kèo Irop này là 1 triệu 500 nghìn cái đồng token và bạn mỗi một người thì sẽ nhận lên đến, đến 300 cái đồng token BTH và sẽ 5.000 ví nhận ngẫu nhiên sẽ có 5.000 ví nhận ngẫu nhiên để ăn chia cái đồng token này nhé các bạn rồi ok thì xin mời các bạn hãy cùng mình làm cái nhiệm vụ arop Đầu tiên thì các bạn hãy kéo lên và các bạn đặt bấm dấu sao ở đây cho mình Để chúng ta theo dõi cái đồng Token này ở trên cái sàn này à, Nếu như mà các bạn mà chưa có cái tài khoản ở trên cái sàn Market cap thì các bạn hãy tạo tài khoản nhé Sau đó thì các bạn hãy kích trở lại uh, Cái link uh, iRob mình để dưới phần mô tả Sau đó thì nó sẽ ra cái trang chúng ta làm nhiệm vụ iRob này Và cái kéo iRob này thì nó còn có 10 ngày 18 giờ nữa mới kết thúc cái kéo iRob này nhé các bạn rồi các bạn bấm vào phần Roy Aerobe cho mình Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ đầu trên Thì cái nhiệm vụ đầu tiên lúc nãy là mình đã hướng dẫn các bạn rồi là các bạn bấm sao cho theo dõi cái đồng con đồng token này BTH này ở trên cái sàn qua market cap thì nó đã bấm đô nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ thứ hai đó là follow twitter Rồi, ở đây thì các bạn uh, bấm follow cho mình. Do là mình làm nhiều cái kèo Europe ở trên cái sàn này rồi cho nên là mình sẽ không phải làm ở cái bước này. Sau đó khi xong thì các bạn quay trở lại cho mình. Tiếp theo thì chúng ta follow Twitter của cái cái cái, cái dự án này. Đó, các bạn bấm follow cho mình. Bit Hotel. Rồi, ở đây các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào cái mũi tên này để chúng ta quay trở lại. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ. Ờ, à, cái này nhiệm vụ này là chúng ta sẽ follow coi market cap ở trên Facebook. Rồi các bạn bấm theo dõi, sau đó thì à, bấm thích, sau đó các bạn bấm vào ba chấm ở đây. Các bạn bấm vào nhấn và theo dõi cho mình. Ở đây thì mình làm rồi, cho nên là mình không sẽ không làm nữa. Các bạn back lại cho mình chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Bit Hotel ở trên Facebook. Các bạn bấm thích cho mình. Rồi sau đó các bạn bấm vào ba chấm ở đây, các bạn bấm vào theo dõi cho mình. Rồi sau đó các bạn quay trở lại. À, chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube của dự án Bit Hot theo Bit Hot theo. Ở đây thì các bạn bấm đăng ký kênh thôi. Rồi sau đó các bạn bấm mũi tên này chúng ta bách lại Tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram channel của con Market Cap Thì các bạn kích vào đây <laughs> Rồi ở đây thì mình đã, đã follow rồi Mình sẽ không follow nữa nhé Rồi các bạn quay trở lại Các bạn quay trở lại cái trang này Chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram của cái, cái dự án Bit Hotel Đây các bạn bấm vào join sau đó thì các bạn comment vào đây. Rồi. Sau khi các bạn tham gia thì các bạn bấm vào như vậy thì chúng ta mới comment vào đây được. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ ở cái sàn Co Cap, chúng ta sẽ trả lời tất cả các cái nhiệm vụ ở đây. Đầu tiên thì các bạn hãy điền cái địa chỉ BEP20 cm Thì cái này thì các bạn có thể lấy trên cái ví chút WNS hoặc Metamask đều được các bạn chọn cái đồng BNB này ở đây nó ghi rất rõ nhé BNB Smart Chain Web 20 và các bạn lấy ở địa chỉ ví nhé các bạn không được lấy địa chỉ ví ở cái sàn nhé rồi ở đây thì mình đã làm các cái nhiệm vụ rồi mình sẽ có cái địa chỉ ví ở đây rồi mình sẽ bấm vào đây thôi bạn nào mà đã làm những cái kèo iRob ở trên cái sàn của Market Cap này rồi thì chúng ta rất là nhà à, tiếp theo thì uh, yêu cầu mình gửi cái username của Twitter tiếp theo là facebook các bạn gửi cái link facebook vào đây cái link facebook này là link trang cá nhân nhé tất cả là đều là link trang cá nhân telegram telegram này nếu như các bạn chưa biết cách copy cái username của telegram thì các bạn quay trở lại cái telegram cho mình đây là cái khi mà các bạn vào app của telegram các bạn sẽ thấy có cái giao diện như thế này các bạn bấm vào ba gạch ở đây tiếp theo các bạn bấm vào phần setting Tiếp theo các bạn bấm vào giữ ở đây cho mình Nó sẽ hiện ra cái copy các bạn bấm vào copy Như thế là chúng ta đã copy xong cái username của Telegram Thì các bạn quay trở lại cái trang sàn con market cap để chúng ta làm nhiệm vụ Các bạn gửi cái username vào đây Các bạn thả cả cái A còng vào Đó như thế này Rồi tiếp theo các bạn đánh dấu tích cho mình Các bạn bật hết cái này lên cho mình Chấp nhận tất cả các điều khoản rồi sau đó các bạn nót lại một lần nữa cái các thông tin địa chỉ ví các cái uh, link username của cái trang cá nhân của các mạng xã hội ở đây các bạn phải kiểm tra lại một lần nữa chính xác thì chúng ta bắt đầu mấy chúng ta mới kéo xuống bên dưới các bạn bấm vào phần Roi irup và tiếp theo ở đây thì nó yêu cầu mình nhập cái hình nhìn cái hình ở đây này chúng ta sẽ nhập cái mã bên dưới cho mình ở đây thì nó yêu cầu mình là nhập các cái hình có cái lúi lon thì các bạn chọn những cái hình mà có cái quả lúi thì các bạn nhập sau đó các bạn bấm vary rồi nhiệm vụ như vậy là đã được gửi đi nhé các bạn tất cả các thông tin đã được gửi đi như vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ Ở đây đã có ghi rất là rõ kèo Arup sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến mùng 1 tháng 4 năm 2022 và nó sẽ phân phối về ví cho chúng ta sau 11 ngày. Đó, các bạn lưu ý chứ cái thời gian cho mình để chúng ta kiểm tra check ví. Và còn một điều nữa, ở đây là nó cung cấp cho chúng ta cái mã hợp đồng. Tức là cái mã con chắc thì các bạn bấm vào đây cho mình. Đó, Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái con chắc này của cái đồng token Bit Hot Hotel. Tổng nguồn cung của nó đây là 1 tỷ cái đồng token BTH. Đây là cái mã hợp đồng thì các bạn có thể copy cái mã hợp đồng này. Đó, các bạn uh, add cái đồng token BTH này vào ví mạng BSC. Ở cái hiện tại bây giờ đang có 8826 ví đã uh, nắm giữ cái số đồng token này và 893.069 uh, cái giao dịch khá là nhiều nhé các bạn và nó cũng vẫn đang phân phối cái đồng token này về ví thì những cái đồng token này là những cái người người ta mua ở trên sàn người ta giao dịch ở trên sàn nhé các bạn chứ không phải là người ta nhận từ cái uh, cái uh, cái kèo airdrop đâu nhé các bạn người ta mua ở trên sàn thì các bạn muốn đầu tư thì các bạn cũng có thể mua ở trên sàn qua market cap này tuy nhiên là giá nó sẽ hơi cao rồi ok thì cái video chia sẻ cái kèo I để chúng ta nhận miễn phí những cái đồng token BTH từ cái dự án Bit Hot, Bit Hotel. Đến đây là kết thúc. Khi nào có những cái thông tin mới nhất về cái dự án này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái video lần sau. À, cũng như là bạn nào có những cái thông tin về cái dự án này thì cũng các bạn cũng chia sẻ lên đây để cho mọi người à, cũng như cùng mình nắm được nhé. Ok thì mình xin được dừng cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.